Vô thành là bây giờ đang ở quê chuẩn bị ăn Tết và anh thi cử cũng xong hết trơn rồi, cho nên là sẽ tiếp tục làm clip hướng dẫn cho bạn. Mà trước khi hướng dẫn thì mình sẽ nói một cái, đó là về cái team DNA của mình thì sắp tới nó sẽ ra một cái clip quay để mà kỷ niệm cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, thì mong là các bạn sẽ đón xem và ủng hộ tụi mình đó. Hôm qua có đăng lên Facebook hỏi là nên hướng dẫn về cái gì, thì có nhiều bạn cũng góp ý với mình là nên hướng dẫn về combo liên khay kinh nghiệm chiếc cơ bản chiếc nâng cao. Thì sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định là sẽ làm về chiếc cơ bản, tại vì cái này mình ngâm nó hơi hơi bị lâu, mới hướng dẫn có hai cái mà ngâm nó 2-3 tháng gì đó, cho nên là hôm nay sẽ tiếp tục làm về một cái chiếc cơ bản rất là chạc. Chạc nó như thế này, đây là chạc đó, đây là chạc, đây cũng là chạc. Rồi cái này phải nói là một cái chiếc ông nội của cơ bản luôn chứ không phải là cơ bản nữa, tại vì cái ứng dụng lên combo của nó rất là cao. Hầu như là combo là các bạn cứ nhắc tới combo là phải có chạc vô mới được, kiểu như là khi mà các bạn chuyển như này đó đó, tức là các bạn đã có ứng dụng chạc lên. Bạn để ý khi mà các bạn quay một chuyển động cái bút, nhích cái bút làm sao nó quay một tạo thành một cái vòng tròn như này, tức là đã có chạc vô rồi nó mới ra ra được cái điều đó đó, như này, như này, hoặc là như này, như này đó, đó là chạc T1, đây là chạc T1 đó, như này. Hoặc là các bạn tập khi mà các bạn tập sonic sonic như này, tức là các bạn cũng đã có ứng dụng chạc vô, nó chạc ba cái chạc ghép lại thành một cái sonic đó. Đó là cái lý do mà mình hướng dẫn chạc trong cái clip này mà mình không phải hướng dẫn sonic, nó sẽ như này, lên đây và lên đây, đó là ba cái chạc ghép lại thành một cái sonic. Và mình hướng dẫn cái chạc này là theo cái kinh nghiệm riêng của bản thân mình, tức là có thể là nó sẽ tốt với mình và một số người nhưng mà nó không có tốt với số còn lại. Thế nên là khi mà các bạn tập theo clip này, các bạn tập khoảng 2 tháng bạn thấy vẫn chưa làm được thì các bạn nên chuyển clip của người khác để mà xem, cho nó gọi là nó thay đổi cái cách tập cho nó phù hợp với cái bản thân của bạn hơn đó. Thì khi mà các bạn tập, các bạn nên tập bằng hai ngón này trước, hai ngón này theo cái thói quen của bản thân mình. Thì khi mà mình mới 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 bắt đầu tập luôn thì mình tập bằng hai ngón này, mình nghĩ là đa số là đều tập bằng hai ngón này trước, tại vì theo như cái bàn tay nó sẽ như này, thì từ trên xuống dưới, càng xuống dưới nó càng yếu. Thì thường là người ta tập, người ta thường thường là tập hai ngón nào mà mạnh nhất trước đó thì nó sẽ dễ hơn. Chạy bằng hai ngón mạnh thì lúc nào nó cũng dễ hơn là làm bằng hai ngón này, nó có dính nó áp út vô thì nó sẽ bị yếu đi, khó đó. Nhưng mà theo như kinh nghiệm thì mình khuyên các bạn nên tập bằng hai ngón này, tại vì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ dính tới cái việc các bạn tập sonic. Khi mà các bạn tập bằng hai ngón này xong, các bạn chuyển xuống đây các bạn tập sonic thì phải tập lại từ đầu thì nó sẽ mất thời gian hơn đó. Và để mà tập cái này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cầm bút như này đó. Các bạn đầu tiên các bạn sẽ cầm bút như này, thường là nếu mà làm thành thục rồi đó thì chúng ta phải cầm ngay giữa chạc như này đó, cầm ngay giữa chạc, cái tay không có chuyển động gì hết, nhích ngón tay là nó tự đi. Nhưng mà mới tập, đối với mới tập thì mình nghĩ là nên tập cầm như này, và chúng ta sẽ quay theo cái chiều kim đồng hồ đó, là 12 giờ quay 6 giờ, quay 12 giờ thì nó sẽ đi hướng như này. Các bạn sẽ nhích cái bàn tay của bạn theo cái chiều kim đồng hồ, tức là bỏ cái bút ra nó sẽ lượn như này đó, lượn như này đó, lượn như này thì cái bút nó sẽ đi theo. Các bạn cứ thả lỏng cái bút ra đi, nó muốn làm gì nó làm đó, cứ cần nhích như này đó đó, theo chiều kim đồng hồ là nó tự nó quay đó, như này đó, nó tự nó quay. Và sau đó các bạn sẽ nhích cái tay xuống từ từ đó, nhích xuống tí như này, đồng thời các bạn sẽ giảm cái lực đẩy, lực lực di chuyển cái tay lại đó, giảm từ từ nhích xuống tí, giảm từ từ. Sau đó các bạn sẽ dần dần thì cái ngón tay của bạn nó sẽ quen với cái việc cái bút nó cọ vô hai cái chỗ này đó, thì chỉ cần một cái thời gian sau là nó tự động nó sẽ hình thành nên là cái phản xạ khi mà áp ốp cái bút vô thì các bạn sẽ chạc được như này đó. Nó sẽ giảm cái lực tay lại từ từ và sẽ làm được chạc. Và sau khi mà đã được chạc rồi thì các bạn sẽ bắt đầu tập, tức là từ cái tay ngửa ra như này, các bạn cố gắng các bạn làm cho nó thành tay ngang như này đó, và tay úp, tức là để cái kiểu là gì các bạn cũng làm được đó 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 đó. Và tiếp theo rồi các bạn sẽ tập lên trên này và xuống dưới này, nên nên vậy nên nên tập hết cả bàn, thì khi mà lên combo thì nó sẽ linh hoạt hơn là các bạn tập ở đây xong các bạn lên đây các bạn bí lù đó, lên đây ủa chết bà không có tập chạc trên này xong không có đi được đó, nên tập cả bàn đó. Và lên combo mình sẽ lên cho bạn xem đó, ứng dụng của chạc lên combo đậu đó,
Và clip đến đây là hết. Nếu mà thấy hay thì có thể like ủng hộ mình, subscribe channel của mình và đón xem cái clip DNA sắp tới. Nhưng mà mình có thiếu cái gì thì các bạn cứ comment góp ý ở bên dưới, mình sẽ gọi là mình sẽ trả lời cho các bạn và mình sẽ giải đáp cái chuyện mà mình thiếu ở dưới comment cho các bạn. Yeah.